Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, thời tiết hôm nay tại khu vực miền Đông Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 20 đến 34 độ C. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Tây Ninh, đêm nay và ngày mai, khu vực phía bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 20 đến 33 độ C, độ ẩm 55%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng, mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ C, độ ẩm 57%. Khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 20 cho đến 32 độ C, độ ẩm 61%. Khu vực phía tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ C, độ ẩm 55%. Khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành, mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 20 cho đến 34 độ C, độ ẩm 59%. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm, Cỏ Đông từ 0,70 đến 0,75 m. Và sau đây là thông tin thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai.